đồng một món các bác. Bán một đồng một món. Các bác muốn mua gì mua. Cái đồng một món ha. Cái khóa tự động này của Mỹ nè, vô ở đây nè. Khóa tự động này cũng đồng nha. Đồng món. Bớt thank you. Đây phone cũ các bác ơi, phone cũ nhập đầy hết trơn. Bác nào về phái phone này đây đây. Còn nó chờ nó ba bốn cái rồi các bác. Bác nào phái đồng bạch ở đây nè, nó muỗng đĩa bằng đồng bạch không đó. Đổi màu đồng bạch không á. I pay you then. Đó. Okay. Tiền này tiền gì? Mấy tiền đồng xu bạc. Cái đồ lạ không? Không biết luôn. Thank you. Đây có cái chấm đèn bể. Bể cái lỗ này. Đó. Đó, bể hết rồi. UBC cổ đó. Là UBC cổ đó. Ok. 12 đồng. Ok. Sao vậy? Thank you. Cái áo này đeo phía sau nè các bác. Có bèo rồi luôn. Có bao súng, bao giác súng. Có everything hết. Đầy đủ. 12 đồng các bác ơi. Bỏ nó lên đây tôi đi. Cho nó lên đây. Ơi, được con bằng ủi con gà các bác ơi. 2, 4, 6, 8, 9 lỗ. Nặng lắm. Đây. Bằng ủi con gà lưu lạc bên Việt Nam. Đúng con gà chính hiệu nha Pháp. Của Pháp nha. Bác còn mới tin nè ha. Rất là nặng luôn. Đó, bằng ủi con gà chính hiệu nha các bác. Đây. Đó, chính hiệu Pháp luôn đó. Rất nặng, rất nặng.
10 đồng các bác ơi. Quá rẻ. Chủng rồi. Ở Việt Nam kêu trăm tỷ phải không? Trăm tỷ bên Mỹ bán 10 đồng. Chúng cái bằng ủi các bác. Giờ ra đưa đồ ra đó các bác. Đưa đồ ra đây nè. Đồ cái thùng đồ nghề. Đây. Mấy cái thùng nghề không các bác. Trộn dán giá sẵn nè. 20 nè. Đây là 3 đồng. Đây là 4 đồng. Dán giá sẵn các bác. ba đồng giá cái hộp là 5 đồng. Đó. Chai na nè 3 đồng. Đây cái lò lụt chốt rồi. Mấy cái này nè. Cái này gấp men 15 đồng. Cái này Master Flip 10 đồng. Mấy cái dán giá sẵn vậy đó. Mấy cây này thì 1 đồng cây. Đồng cây, cây này 2 đồng, 3 đồng. Cái này là 75 đồng. Cái này là 120 đồng, 100 đồng, 75 đồng. Dán xa sẵn gì hết á. Cà cấp rồi này. Đó, để sẵn hết đó các bác. Giá sẵn. Đó, giá đầy. Đồ bài quá trời các bác, hữu trang. Hổ phách này các bác. Đó, hổ phách đó. Đi đâu nghe? Nghe quá trời. Chào các bạn.
nhà người ta dục ra này các bác. Quá trời. Củ nó liền ra không. Cái này có được cái phần quốc canh này nè. Cái này là con. Không bên. Bán là nó chắc vậy đó. Nó đứng nó chắc vậy. Thấy. Rồi. Không bao chuy. Ok. Ok. 3 lần. 13 lần đó bạn. Rồi, một bộ của nó. Cái này là Sony Walkman mà hồi xưa nghe các bác. Radio nè. Này thì cổ mà còn mới tinh. Ok, chi đâu là 1, 2, 3. Chi đâu là? Thank you. Check in the bathroom. Maybe more. Oh, yeah. I look more. Okay, okay, yeah. Sure. I look more. Don't worry. Kêu mình lựa thêm nữa đi. À, cái thùng này ngồi được lựa. How much? Want a cuchillo, Pati? Sure, okay. Nó bán 2 đồng thôi. Thật dài, thật thật đấy. Thank you.